cả nhà, đại gia đình, anh chị em, gái cháu nha. Bữa nay qua hồi trên đi góp cô ba đi mua mớ cải về làm nước nhị. Mua bữa nay cái này mua cải chỉ có hai bụi có lá rồi, còn kia nó gập bỏ lá rồi, nó gập bỏ lá hết trơn. Thành ra cô ba mua mắc chút cũng phải mua, mà mua cái gì nó có cái bán cái lá không nữa, nó gấp ra rồi nó bán cái lá không nữa, bịch con đồng được ba mua. Nè, nó đặt cái chân này nè, nếu không mua thì lội đi mệt quá, không có chỗ, không có cải. Rồi thành ra mua đại rồi mua mấy lá riêng nó gặp vô. Đợt này chụm được nhiêu rồi nè, nãy chụm có mấy nhớ trực lại để quay cho coi nè, này mới chụm được hai bụi nè, nó mua cũng hết à, hai mấy con bạc cải. Bao này hai đồng thì đỡ 18 đồng mấy mới này. Mấy bụi này bỏ vô nè, cái nhà thấy rồi, cô ba bỏ vô đây nè. Tại vì mình không có một tay ra thành ra. Này cũng như bỏ vô cái đem vớt lên liền. Nè, cúp xuống rồi vớt lên liền nha. Đó, này còn bự nè, vớt lên nè. Này cô ba vớt lên nè, cháu coi nè. Nè, xanh lét nè, ha. Nằm trong đó, vớt rồi bỏ xuống rồi vớt liền nè. Cái nó hết sôi nè, chút xíu nó sôi lại. Nó cứ thả hoài sao nước lạnh nè. Mà hồi trời nó rớt thì mời cả nhà đại gia đình ăn cơm nó chết xem nha. Nông châu nè, nó ăn cái bắp nè, nó bị kẻ cái cây này nó bự rớt nè, đây nó ngon nè, nó cũng bị cái mặt nước ở đây nước rẻ lắm trời, tháng hai tháng thì có mấy chùng mà nè, cái nhà ngon không nè, không có bắp kìa, nè thả vô đây. Nè, thả vô đây nè. Nè, rất là ngon nè. Đó, đây nè, thả nha. Rồi để làm thêm cái gỗ nữa. Nè, rất là ngon luôn á. Cái này để làm nước nhì. Nè, đang nước nhì. Số y, hai cây. Hello. Hi. Hi, how are you? Ok. Chicken, yeah. Nè, vô y đang ăn đồ thấy con. Hello, đây em cái nữa đi. Hãy ăn đồ, quên nói. Nè, lấy vô y. Ừ, đây đang rồi, ok, ăn chưa? Bỏ vô nè. Ăn đi. Yes, chicken. Where's the what? Bỏ vô lấy ra liền nha. No, nè, giờ nè, có xuống lại coi nè. Nè, tốt rồi, à, đó. Cái nước nó sôi trở lại rồi, mình bỏ vô cái nó hết sôi nè. Thả qua nước mặn. Đi nha, làm cái gì? Ok. Ok. Đây đi. Nha, yên chút xíu. Ngoài trời nó gió trở lại. Ok, bye. Bye. Vào trời nó gió xin chào. Nhà đại gia đình anh chị em các cháu. Nè, ở mày có ai gài chỗ dài là thao, nó không chịu bán để cái lá cắt khúc thôi. Nó cắt chữ lũi thì nó bán mình cao tiền 2 đồng thay vì 1 đồng 25 đồng bớt. Rồi nó bán cho mình cái lá này lấy ra, nó bán cho mình bịch đồng như kệ mua đại luôn. Thì cũng mấy cây này cắt ra nè, mà nó không chịu để cho mình cân nguyên rồi tính như coi đồng. Thí dụ như này là cắt bỏ thì 2 đồng, thí dụ tính nguyên thì đồng gửi đồng 6 vậy mình cũng mua, không chịu. Nói bác mình không, nó nói là bán cái này 2 đồng với khoát 2 đồng. Rồi trời mới giờ đến sao giờ mua đại đi lạnh chết, chỉ có chủ này bán. Đó em mua xong rồi, mới này là 18 đồng mấy nè. Cả tiền cho nó là 18 đồng mấy, hai gỗ này nè là 18 đồng mấy, ông ba 2 đồng để cắt chín phao mấy quá. Thì cỡ 4 kg đó. Rồi thêm cái lá này nè, mua nó 1 bịch đồng bạc nè. Đó, thay vậy nó để viền hay không? Còn cái chủ này nó bán đồng 65. Mà nó có 2 bụi nè. Nó cũng mua lại luôn. Đó. Thì nó không có chịu cắt bỏ một khúc á, cũng như thay vậy nè. Nó cắt bỏ một khúc chỉ lấy mớ hai lá thôi không, nó để nguyên vậy nè. Thì cũng mua thí luôn. Đó, nè, cả nhà xem không? Đó, đồng 65 mới này là 7 đồng mấy hay 6 đồng mấy gì hôm qua đó quên rồi. Đó thì cũng như 18 mấy. Cái này nó 19 mấy, cái này không biết 6 đồng mấy hay 7 đồng mấy thì cũng có 26 đồng bạc phải không? Nhiều lắm 26 đô. Nhưng mình còn nước nhì á, lấy nước nhất ra, nước nhì em bỏ nước gì vô đó nha. Ok. Ví dụ nó có thiếu nước thì mình làm nước thêm. Vì có thêm mới dụng nữa nãy với môi cải nhiều hơn, nó vậy đó. Nếu không đủ thì mình làm nước thêm giống hệt vậy đó. Cũng nước sôi rồi bỏ đường vô quậy tan, rồi bỏ muối vô tan, rồi để nguội mới bỏ giấm. Thí dụ vậy làm thêm miếng nó bỏ vô cho nó đầy đủ. Thay vì nó để người này cái nấy đi, nó không chịu. Nó nói mình nói giờ mấy người tính đồng 65, 75 đi, để nguyên đi, không chịu. Bán 2 đồng. Người mới này cái bán dụng gì bán 1 đồng bạc.
Dạ, không bó gì đâu bạn. Không bó gì đâu bạn à. Nó cũng ở trong này nó cắt ra. Ok, mua đợi đi. Nó ngày coi đi, mấy đứa nhỏ nó cũng thích ăn cái lá. Hồi xưa mình cũng ăn cái lá nữa, nhưng mà mấy người nó cười. Nó đang vừa cãi nặng cái cọng, mày thích ăn cái lá. Người đó không biết. Rồi đó. Bây giờ cọng lá gì cũng ăn, nhưng mà nè, cái nhà thấy không ngon ha. Nè, xây vòng vòng cho cái nhà xem nè. Trụng rồi đó, mới trụng vừa xong nè. Nói chị đó. Nè, mỗi này nè, không trụng rồi nè. Nè, không tiêu. Rồi cái lá đó trụng sao. Nè, nước sôi rồi nè. Để rồi cho nó nhớt lại. Rồi cái nước kia thì nó còn thiếu đó, mới nấu thêm đó. Ok, thân ninh chút xíu nha cả nhà. Tại vì mình nấu thêm nặng mấy đủ, bị có mớ lá nữa. Nó nhiều hơn bơ hổm. Mua tới 20 mấy đâu, 20 mấy đô. Đó, thành ra mình mới nấu thêm chút nước nữa. Còn tại vì mình lấy cái đó ra, cũng mớ này để vô nó cũng đủ nước. Bịch này là biết nhiêu rồi, bịch này biết nhiêu bự nữa. Thầy hãy nấu thêm mớ nước. Này mình chưa trụng nó vậy đó, mà trụng rồi cái nó xanh vậy đó, xanh lật liền vậy đó. Trụng bỏ xuống đâm lên này. Ok. Ok, bà trời rớt. Tạm ngưng. Ok, bye. Bầu trời New York xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em, các cháu. Giờ bầu trời New York về tạm thời quay chút xíu cho nhà xem cái nha. Đây là mày mình mua cái loại cộng không đó là 2 đồng, mua được 18 đồng mấy nhiêu nè, hai gỗ này. Còn gỗ này thì không biết 6 đồng mấy hay 7 đồng mấy thì quên rồi. Hai bụi đó có lá. Rồi cái mớ lá này nó lạc ở trong mấy cái này nè, trong này ra nè, nó bán bệnh đồng này. Bầu trời New York là gỗ đó. Bây giờ số nước mà hồi nãy mình làm nước nghì nó không đủ, anh ra nhìn thấy không đủ rồi, cô ba mới làm thêm mớ nước nữa để mà mình sẽ mà bỏ chung vô cái nước nhất với nước nhì để chung vô luôn đó. Bây giờ để tạm thời xíu rồi quay cho cả nhà xem nha. Đây nè, nè đang làm cái nước nhất nhì đổ chung nè. Rồi mấy cái này để nữa đem ra nè, mấy cái này để nữa cô ba đem sẽ đem ra ngoài đó, để em ơi đem đi đó. Rồi mình sẽ ấy chút xíu rồi cô ba quay lại nha. Bây giờ tạm thời nhiêu đi cho thấy vậy đi nha. Nè, đang coi cảnh Tết nè, cái kẻ Tết đó, nè. Cái này là cái mới đó, đó. Cái mới đó nó ấy đó. Vậy đó, nè. Vậy ha. Chút xíu rồi bờ trời nó gót quay lại nha cả nhà. Ok. Ngon dữ sợ luôn. Hay nó bán mình đứng cắt thì nó cũng không chịu. Mấy người Tàu này vậy đó. Bữa sao tắt không được vậy. Tắt đây luôn đi. New York xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em, các cháu. Mới tươi đẹp nha. Giờ nãy giờ chạy New York đem cái dưa mà đủ từng á, đủ ngày mấy ngày đó đem ra. Đang ngày mai đem cho mới tươi với đây là tiên lạc cái Đông Phương với mấy em thằng gai có mới này làm đây đợt tới ăn Tết mình ăn nè. Đó nhà thấy mà. Đây nè, cái này là hôm qua mình mua đó là nó cắt bỏ trơn á, nó bán lá kia không chịu bán chung thôi, mà chạy New York cũng mua, cô ba cũng mua luôn kệ. Thì cái nó không chịu, mình nói thôi giờ cái này 2 đồng để nguyên thì đằng ấy thì đồng kia 2 là 1 đồng 75 cũng được, 1 đồng 65, mình mua cái này 1 đồng 65 nè. Nó không chịu, kệ đi. Rồi mà mua bịch kia đồng bạc, ba cái dũng đó, mua bạc. Đấy. Mà xin bước nè, nhà xem nha. Đó nè, đây nè. Bị mua cái này số lượng gần gấp đôi nè. Nhà thiếu nước. Thiếu nước, rồi mày hồi trời nó gấp mới nấu thêm hơn nhiều nước nè. Nấu thêm ít hơn này chút xíu. Này ví dụ như 1/3 đó vậy á, nặng mà nó mới đầy đủ bỏ vô này nước nhì đó nha. Em nào thì nước lấy cái đầu múc đây cả nhà xem cái nhà, cái màu nước đẹp lắm. Cái này nước nhì nước nhất chung nha, pha lộn luôn nha. Nè nè cả nhà xem nè, tại cái thao đó, cái màu thao nó, cái màu nồi nó vậy cho thứ là nè. Màu nó vậy đó nè. Cái màu nó giống như cái đường, bỏ lửa nó sôi vào đường vô này nọ kia vậy, ra vậy đó. Nè, nước nó nè. Rồi cái bầu trời New York mới múc vô trong cái keo á, mấy cái keo này nè, phải múc vô. Đã múc vô cho nó đầy. Để đây kiếm cái đầu múc ra, xin lỗi nha. Đây là lạnh cận quá. Nhưng mà nó chân chắc, nó thiệt tịnh. Đây, lấy cái này đi, lấy cái tô này múc thì nó nhiều một chút thì nó mau đầy. Nè, nhà hơi trời nó chắc đổ vô nha. Cô ba đổ vô. Cái này nó biết cái nước nhì. Tại vì nó thiếu, phải đổ bằng thêm mấy một mới nữa. Cũng như 1/3 vậy đó, bằng thêm. Nó mới đủ. Hai cái mình trộn chung luôn. Mình lấy. Hai cái trộn chung luôn.
Nếu mà nước gì chung thì mình có thể làm thêm một lần nữa được. Tại vì nó có nước nước trong này chứ không phải gì không. Nó lên men á. Nó màu chiều chua lắm. Mình có thể làm thêm một đợt nữa được. Thôi, phải mà nói mình ơn không thì bằng đợt này mình bỏ. Nhưng mà tại mình có thêm cái nước nước đó đó. Vào chạy đi nước. Tới cái này đi, cái này đến kế bên nàng Út. Nước thơm lắm hả, đứng kế bên thơm phức rồi. Tại vì nó có cái nước nghì nó bay vô đó mà. Mùi nó thơm. Là nước ngon vậy đó, nó màu quá đừng thấy. Này bỏ cái phần đừng thấy này hơi đậm, mình qua đi mua cái phần đó hơi đậm hơn chút xíu. Không quá lượng thì cháu cũng không sao. Này nó nhẹ nó nhức bỏ chung luôn đó, tại vì thiếu hay làm thêm nữa, hai cái trộn chung luôn, nhưng mình xài thêm nước nó được. Vậy là mớ này dư nước, dư chút rồi, mình có thể cái đi chợ mua thêm mấy cái cải bỏ vô được. Gồm lại đựng keo yên vậy đó. Đó có mình lường không có lường á, hiện nay vậy đó. Nè con Dương Nguyên nè, em mua thêm bộ cái cải vô để em keo mới được rồi đó nha. Ok vậy nha, vậy đi nữa mình ấy không rồi cái mình để nắp lại làm như một lần vậy đó. Vậy cái mình để 5 bữa ăn rồi, cái này đầy rất nhiều bao lắm. 5 bữa ăn Tết mẹ ăn rồi, tới đi vừa Tết luôn á. Tết à. Ok. Cảm ơn cả nhà, tại gia đình anh chị em các cháu nha. Nhà mới tươi đẹp, nhà mới ăn lành hạnh phúc. Ok, thời gian qua đó bà ủng hộ vào trời New York, rất cảm ơn nhiều. Để nữa mình mua thêm mấy bụi khi nào mình bỏ vô hết cái nước này nữa nè. Có còn đi chợ ăn chiến nữa. Ăn tắm giỗ ba rồi mình đi chợ nữa. Ok, ok bye. Cảm ơn nhiều nha. Dễ thương ha, đây nè. Màu xanh đẹp như sợ đó. Cái này quế nó vàng à. Nè. Thương quá nè. Nè, nè, nè. Vậy đó. Ok, còn mấy nước này để mua chừng 2 bao bụi nó đủ rồi. Ok, bye nha cái nhà. Bye. Ừ, quên á. Đi ghi qua cái mới này, hồi nãy nè. Quên nó cho coi. Cái mới này mình gọi là bao dâm đi nè. Đó. Nè, đó nè, nè, xem nè. Đó. Em đi nè, nè. Mới mà làm dưa gọi đó. Em đi dám giữ rồi em đi cho con luôn. Rồi mình ăn cái nước kia. Đây nè, nè. Nó bao hổm 7 bụi làm được nhiều đó. Nè. Rất là ngon ha. Nè, nó đậm nước ra nè, cái nhà theo mình đậm nước ra nè. Nè, mình đổ cái nước ra nè. Thấy nó vậy đó. Đấy là vậy đó, rất là ngon. Rất là ngon. Đợt này vàng khè, vàng ánh luôn á. Nhà cái nhà xem nè, bố ngon lắm. Rất là ngon à. Ở ngoài vàng cái nó. Nó không à, mày dỡ này lên dây này xem nè. Nè, rất là ngon luôn á. Nè, vàng lắm, ở ngoài vàng ánh luôn á. Đây mình biết trong cái máy vàng nhá. Nó chiếu làm sao mình không biết ha. Rất là đẹp, ngon lắm, non eo à. Nó trống lắm.
Hôm nay có cắt cho ra nhà thấy ăn nó ngon dữ lắm. Ok, vậy nha. Mới này là mời đang cho hết rồi. Để có ăn cho bà con, anh chị em này. Anh dở ra cúng này thì chứ cúng sao trời. Với em nuôi Đông Phương nó hai chồng cho hàng ba bỏ bảy bữa cả mà được nhiều nè, cho nên mấy dĩa ra dưới nè. Ok bye nha. Mời mới này là hả, tại hẹn em đi rồi chị với bà bác sĩ tiền bà cũng thích chứ lắm rồi, không biết có đem ra ngoài được không đó. Rất là ngon vậy nha. Mấy năm nào cũng cho bánh tét với gì dơ cải với bánh cống đó. Cho thêm cà rồi đây nè, nước này ngon. Tôi thấy lạnh đứa con gái 18 đi. Thấy thương không? Bằng trong luôn. Nè còn lá nè, cái lá nó cũng bán mua bằng bạc à. Thay vì đó chung nó không chịu bán, thay dụ 2 đồng mà không cắt thì đóng bằng 75 cũng mua đi không? Phải cắt ra cho được à. Nó không chịu rồi thôi kệ cũng mua luôn, có gì mình làm riêng nè. Ok, nấu canh đều sáng được. Ok, vậy ha. Quá ngon luôn, cái này kem này quá ngon. Ok, bye. Cảm ơn hết nha. Đi vào chạy New York, trả lại cái con gái 18 đạn cái. À, quá trời ngon luôn á. Yeah. Quá ngon luôn á. Biển ngoài ở trong mình quay nè, thấy không sao bị không đủ ánh sáng đây nữa. Tối, chán này trời này bên đây tối luôn rồi. 6 giờ rồi. Ok, bye. Ok, New York xin chào cả nhà. Đại gia đình anh chị em và các cháu. Ngày mới tươi đẹp. Hôm nay mùng 5 Tết. Ok, New York. Đem đi vừa cải ra. Đây cái này đợt nhì nè, nước nhì á. Cho cả nhà xem. Tài nha, bạn mắt thấy. Cho lấy cái này năm bữa à ăn rồi. Nó thấm á, nó thấm đều, nó vàng thè ngon lắm, vàng rất là ngon à. Nè, bữa dưa cải vàng vậy đó. Nè, ở nhà xem nè, bữa dưa cải vàng ánh nè, ngon đó. Nước nhì đó nha, cái này nước nhì á. Ở nhà xem. New York nó còn cái lá thì nó nằm ở bên cái ở ngoài kia. Cái này bên này cũng có mở lá. Nước nó trong. Nè xem nha. Rất là ngon. Rất là ngon. Vàng ánh luôn á, dưới này bụi nào cũng vậy chứ. Thấy không? Màu rất là ngon. Trong cái keo này vậy nữa nè. Đó, ta thấy trong keo rồi thấy ngoài luôn. Vậy ha. Ok. Để bị sơn cái rồi cái mình chở cái máy lại cho cái nhà xem cái nha. Chở cái máy lại chút xíu. Rất là ngon luôn nè. Ha. Dạ ánh lắm. Đó. Vậy ha. Đợi chút xíu ai cho vào chở New York. Xin nhà chở cái máy lại. Cảm ơn nhiều. Ok. Ok. Thì mình nhà xin chở cái máy lại nha. Bầu trời New York xin chào. Cả nhà đã gia đình anh chị em các cháu. Bữa nay đem dưa cải cái làm ở nước gì đó bà không có nói đó. Nói làm nước gì rồi giờ cho thành quả rồi đưa cho đại gia đình nè, anh chị em và các cháu xem. Đó, đây. Đây mà không mần được mấy keo nè. Đây à. Đó, nè, mình lấy cái này nước gì đó. Mình trộn 5 ngày là ăn rồi. Đây nè, đây cái keo này ăn nó đi nổi. Nè, thấy chưa không? Đó, đây nước gì nha. Đây nữa nè. Nè, đây là nước gì đó đó. Ok. Ok, đợi xíu xíu rồi quay lại nha.
Ok. Về lại. Ok, ở nhà xem nha. Để đợi xíu cái bài này nha. Nãy rửa tay rồi. Nhưng mà thì rửa tay làm lần nữa. Rửa tay rồi nhưng mà rửa tay lần nữa nha. Đây nè. Keo này thì như cả nó ngon gì nè. Nè cả nhà xem nha. Đây. Nè, bùi dưa cải nó ngon vậy nè. Nghe thấy gần nè. Đây là nước gì nha. Nè, nước này nha. Ok, đó, nó ngon vậy đó. Cả nhà xem nè. Nó ngon vậy đó. Bùi dưới cũng vậy luôn thứ à. Dưới này cũng vậy nè. Hai cái nè, thứ một đó. Theo. Dạ, luôn á, ngon vậy đó. Hôm qua đem ra. Chiên đem chiên trứng ăn mới. Chiên coi trứng vịt á, trứng vịt. Ăn mới. Rất là ngon. Đây. Nè, đây cũng vậy nè. Nè xem nha. Vàng ảnh này nè. Rất là non và vàng tươi nè. Nè ở ngoài không biết ở trong sao ở ngoài nó vàng dữ lắm tại vì nước gì á, nè cái nước đó nè. Nó nhà xem á, ơi nước gì á, rất là ngon. Rất là ngon nè, hạt tươi. Nè, đây nè, ở trên thì nó có lá, hổm mình để đó, mớ lá. Mớ lá chứ ta cũng dạng ánh nè. Nè, nhà xem nè. Nè, lá cho nó cũng dạng ánh nè, nè. Nè, dạng ánh nè. Đó, ăn cũng giòn dữ lắm. Đây vào trại New York. Nhắc miếng ăn này cả nhà xem nha. Khấu à. Cái này cầm lá mà ăn giòn vậy á. Cái này giòn hơn nữa. Rất là ngon. Nói không? Làm nước nhất rồi còn nước gì á. Mua thêm trụng chút nước sôi. Tả nó vô thêm miếng muối á. Chút đường thêm muối rồi. Quá vừa ăn. Quá ngon. Này á. Nói cầm á. Đúng là nguyên nè. Như bàn ra mình qua vào trời nó dốt chiên trứng á. Cái lỡ mấy cái non non chín giữa nè. Mấy cái non non này nè. Cái cắt khúc á. Mình thả ra cái này nè. Ăn cơm á. Ăn cơm với cháo. Để ra vào trời ăn mấy cái miếng cả nhà xem nha. Nè rất là ngon. Nè ta. Giòn gũm á. Như là được á. Mấy cái trong nè, non non mình cắt bỏ rửa, bỏ lăn miếng đường à. Rồi cái cháo là anh chị rồi, muốn thêm mà trà, ớt, tỏi hay gì đó, làm theo cách thức cũng được. Mình đây bỏ đường lên lăn ăn, vậy lắm, còn khấu à. Rồi cái cùi này mình có thể xác định mình chiên luôn được nó, tại vì cùi gốc, cùi cải mà, đâu có gì đâu. Nè. Như mấy cái non này nè, cái mình cắt mà, cắt khúc á. Nè, mình lựa. Ví dụ mình lựa cái trong này là mấy cái non non gì nè. Cứ mình cắt. Ở ngoài thì mình chiên hầm, ví dụ vậy. Nè. Rất là ngon. Chắc là thì ta thấy. Ví dụ. Rất ngon ha. Đó, cái mình cắt ra mình bỏ vô trong chén mình lăn miếng đường là ngon lắm. Lắm. Rất là ngon. Thấy nè, giờ ánh luôn á, này nó nghỉ á. Rồi xong rồi mình bỏ. Đó, hai xà hai nước thôi. Rất là thơm. Không thức à. Thơm. Như cải á. Ngon, rất là ngon. Nhà cái ăn cắt khúc nè. Ở đây hôm qua thì sắc bệnh. Sắc bệnh á. Sắc bệnh cái của hành tím đồ ha, củ hành nạp được. Của hành
hành lá cũng được không? Rồi tỏi để riêng đó, rồi phi dầu giống như mình chiên trứng vậy đó, dầu rồi cái bỏ tỏi vô hơi vàng vàng, cái bỏ củ hành vô xào sơ, cái bỏ dưa cải sắc mịn nè, mình vắt nước hơi khô chút xíu rồi mình bỏ vô mình xào cái xào nó săn rồi, cái thấy nó săn rồi cái bỏ miếng này tắt lửa, bỏ miếng tiêu ra rồi tắt lửa rồi để đó, rồi mới đánh trứng mình nhắm chừng cái mới dưa cải đó là bao nhiêu trứng, ví dụ như một hạt dưa cải như vậy nè, ví dụ mình nửa bộ dưa cải gì đó thì 5 cái trứng mình đánh vào cho đều, ví dụ như cái chảo nhỏ thì mình tầm là bỏ vô chừng 4 trứng thôi mình đánh cho đều, cái lúc mình nghiêng mình chiên hơn nửa đó, chiên hơn nửa đó thôi mình chiên rồi cái còn phân nửa cái dưới nó lắm cái cải nhiều hơn cái trứng, mình đập cái trứng còn lại đó vô mình trộn cho đều nữa rồi mình chiên lần thứ nhì như vậy đó, rất là ngon chiên rồi. Trước khi gần người ăn cơm mình nói chiên hay là gần ăn mình nói chiên nó rất là ngon, tại sao nhà hàng ăn ngon là tại vì họ làm vừa xong rồi họ ăn, giống như muốn xào tỏi vậy đó, cô ba cũng xào giòn dữ lắm kìa, nó muốn á mua về đó đặt rồi đấy, muốn đồng thì mình phải ngắt bỏ cái ngọn cái đọt không thôi nè, ăn sôi ruột kêu bằng sôi tim gì đó nó ăn sôi ruột, còn cô ba thì xào qua muốn ở đây bán á, thì lạc được cái mình không có xào nhiều đâu, xào nhiều nó bọc hơi nó không có xanh, cũng như là mình chia ra nhóm nhầm hốc mình dựng nhóm nè, thì mình bằng tỏi mình chia làm ba, ví dụ như thì mình phi bỏ vừa vàng cái thả rau muống vô, mình tao muốn mình rửa sạch ra thả vô liền khỏi để gáo chân, để vô cái bỏ thêm miếng muối miếng đường vô, 2 phần muối 1 phần đường vô, cái mình đẩy nắp lại cái sơ qua cái nữa cái nhá, cái nó ra đều á, cái đẩy nắp lại thêm cái nữa anh hiện 7 phút rồi à, đem ra đổ ra giòn lắm, mình xanh lói xanh dợn nè, trong cái cọng rau muống nó xanh lắm rồi, cái mình làm tiếp mình ấy tiếp á, cứ như là mình xào tiếp, thà chịu khó xào nhiều lần đi, rau muống nó giòn mà nó xanh nó ngon lắm, còn mình xào cái chả bự gì nó bọc hơi nó không được xanh, nó có 3 kinh nghiệm á, tại vì có làm rồi thì ta về Việt Nam mưa mới rau muống cái chị Đâm Dương cái chợ ở cái mới này ăn cả làng chưa hết, cái cho cái người ta chạy xe ôm tính á mới nên cho nó ăn tự nghiệp, cái còn mới nó chợ ăn này chẳng 2 bữa mình xào từ từ á, xào á đóng gì xào 7 chảo trời ơi mua cái chảo mà chống dính á, mua về tay sẵn luôn, nó nói mình xào vừa xào đổ ra 2 chồng với con đồ ăn cháo ăn, 2 đứa con với nhận trai với nhỏ gái là ăn xong rồi nó còn xin nó chả chót này thôi để cho vợ nó đem bán ở ngoài chợ chỗ Minh Phụng mà bán chợ đêm á ăn nữa, cho nên là ý cho con để làm cái chảo này để cho vợ con ăn sẽ bắt luôn, chỉ con không ngờ nữa tại vì chỉ xào khác lắm, rau ngổ vậy chỉ về luộc cái rau muống đem luộc nó ra cái chất, xin lỗi nha, nó ra cái chất đạm hết rồi, vừa cái chỉ lấy mỡ tỏi rưới lên thôi à, chứ chị không có nêm nếm gì hết, nghĩa là nhát à, chị chú chỉ cái dĩa nhỏ vậy nè chị ăn hết rồi mình xào vậy, mình xào cái khạp tới đổ ra bước cái chân 6 chảo luôn đó. Còn chảo thằng Hùng nó xinh đó. Đó mình lại ăn thì cái chảo chót cái chảo mày thứ 6 đó còn nó là còn chảo chót thì đưa mình rồi thì đó mình đợi mình ăn thế nè, cái chảo thứ 6 còn nó chút rồi kệ chị vẫn vui, miễn chị ăn ngon là được rồi, nói chị đó ở đây cũng vậy nha, xào mình ăn nè. Rồi đem hầm nè, hầm xương nè, hầm vịt, hầm gà hay là hầm vỏ heo hay là hầm xương gì cũng được. Có người thì hồi đó ăn chay thì xào với cà tô mát á, cà chua. Rồi hành nè, rồi đậu que nè, rồi đậu hũ cái gì đó, ví dụ như đó xào chung. Có hồi đó cô Hai có ăn chay đó thì cô làm cho trưởng thì cô xào bún, ăn với bún, chan lên ăn. Đó là chay, còn mặn thì mình xào có thịt gà hay là cá tép thì thịt vậy đó, xào chung. Rồi có cà rốt nè, rồi cà rốt thì hồi đó nhà thì sắc bông cái bỏ mà cái chảo có muối đó, có hơn có muối túi đó thôi, cái bỏ vô trụng cái đổ ra nó cà rốt nó giòn mình nó ngái ngái rồi mình mới xào đó, vậy đó. Mình ra cà tô mát hành đường này nọ kia đồ đậu Hà Lan hay đậu que đậu đũa gì cũng được, chứ ở bên này bán đậu que, ở đây nhỏ lớn mình cho con nó ăn đậu que nhiều, còn đậu đũa nó không biết ăn, hồi mới mua về nó không biết ăn, đậu đũa mắc tiền lắm á, đậu que rẻ 2 đồng mấy à, mắc nhất là 2 đồng mấy rồi, thì tháng này hồi tháng rồi á rẻ đi, 2 phao là có 2 đồng bạc,
hay là 2 pha lần rưỡi gì đó, bịch gì nó vô bịch sẵn. Cảm ơn nhiều nha. Vậy thôi mình xin tạm biệt đi ha. Giờ mình chia sẻ cái này là dưa cải thêm lần nữa nha. Đây dưa cải lần hai nè, lần hai. Đây mình lấy cái nếu mình sắc cộng cỡ ngón tay vậy, cái mình đi lăn bên lăn đường đó, thì cho mình lăn đường, mình lát 2 cộng này mình rước lại rồi mình cũng lăn luôn, lăn luôn. Còn này thì mình chiên trứng hoặc là xào nhé, xào tôm thịt cà đậu, đậu que đậu đũa vậy đó, hiểu vậy, hay là bắp cải gì cũng được. Còn cái này thì nè, hầm xương hầm gì cũng được hết. Đây nó là đứa nào thích ăn lá thì bỏ hổng, hay vì cái này nó dài lên mấy người này cắt bỏ rồi bán mắc. Mình nói thôi giờ để đựng cắt đi, bán mình thay vì 2 đồng bán mình đồng 15 cũng được, cho nó liền không chịu. Giờ phải mua 2 đồng bữa này mơ mua mới nẹn bịch đồng bạc vậy đó, kệ cũng chịu đi. Mấy ngày người Trung Quốc họ họ không có nhạy bén bằng cái người Minh Hương mình ở Việt Nam, hôm nay mình đã từng trải quá trời hơi nhạy bén vậy đó. Ở cái nhà xem nha, rất là ngon nè, nhưng cái chỗ này chắc trên nên nó nổi đẹp ha. Vậy đó, ok vậy ha, mình chia sẻ đây là nước số nhì nha, vì tai nghe không bằng mắt thấy đó. Bầu trời New York nói mà cả nhà đại gia đình chứng chưa nghe có nghe rõ, cũng như là để mình phải nhìn thấy á nè, cái lá nó cũng vàng vậy nè, cái lá không là nó cũng vàng vậy nè, thấy ngon nè, lá trong đó nè nó vàng vậy nè, nó rất là ngon. Rồi cũng như là mình làm nó nhất ăn rồi cái mình lấy ra ví dụ như mình ăn hết thì mình lấy cũng được, còn nếu mà cho người ta thì mình lấy ra thì là cái nếu mà để 2 bữa cho thì mình tha sơn với đường này mà để ra cho mấy rồi cái để đó rồi mình trộn cái mới đó, bắt nước sôi không có bỏ muối gì hết, sôi thì sôi cái cải cũng cà gạt cái đầu rồi chẻ tới cái chén này rồi cái tét nó ra rồi trộn nửa bụi. Rồi bỏ cái thau nước lạnh ấy cũng làm nhân giống như là trước mình chỉ vậy, mình hướng dẫn vậy chia sẻ và trời nó có chia sẻ thải rồi thau lạnh xong rồi rửa rồi để lên giỏ rồi mới làm tiếp vậy đó, làm tiếp xong rồi hết rồi cái mình trở lại mình bỏ vô trong cái hũ nước còn nước nhất nè, còn lại mình ăn hết rồi nó còn lại rồi cái trên mặt đó mình bỏ thêm miếng muối cũng như là một muỗng ăn canh muối, muỗng ăn canh đường đó rồi để lên ăn lên vậy thôi. Nhắn cái số gì đây trời, đẩy cái đỉnh đồi này bờ đồi vậy trời, nó gớt ở đây không có trò gì hết, cứ lấy cái này đẩy đỡ nè, cho nó nằm xuống thì đỡ thì nó chứ không có cái nẹp Việt Nam mình này có nha, vậy ha. Thôi trước thềm năm mới á, vào trời nó gớt á, chúc cả nhà đại gia đình anh chị em và các cháu á, như là nhà mới chung được nhà mới ăn là hạnh phúc nha. Bữa nay trời nó gớt chút xíu đi luộc thịt bún tâm xong này. Ông bà táo gắn phần trở về, nó không lên trời tâu một hoàng gì trở về vậy ha. Ok cảm ơn nhiều, em lát cùng luộc rồi mình sẽ cúng ông thổ đất luôn, tăng xong đó là bà thứ thịt thục vịt với tép hay tôm gì cũng được đó, hay là khô mực cũng được, miễn 3 thứ là được. Ok cảm ơn nhiều nha, vậy cả nhà nhớ thực hành gì đi, dặn khe dặn là thấy không, dặn á vậy ha. Cảm ơn nhiều, chúc may mắn nha năm mới. Trước thềm mà năm mới xuân nhâm dần á, bầu trời New York á, chúc cho cả nhà đại gia đình anh chị và các cháu là được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Ok bye cha. Dạ mến chào đầu năm mới xuân nhâm dần 2022 cô ba nha, bầu trời New York anh chúc cho đại gia đình anh chị em và các cháu một ngày mới tươi đẹp, một ngày mới an lành hạnh phúc. Đó chào quý vị nha, hôm nay bầu trời New York giới thiệu thêm 2 thành viên mới, ngoài 3 thành viên có lên phim ảnh, lên video của bầu trời New York ngoài đó là 2 ái nữ của trưởng nam và trưởng dâu trưởng nam Thái Quốc Vinh, Victor Thái đó, với Dương Hồng Trang
đó, dâu trưởng thì đó là Lana Thái, tên tiếng Việt là Thái Trúc Lan, còn thứ nữ là Zoe Thái, tên tiếng Việt là Thái Trúc Mai đó. Đó là thế nam. Còn cháu ngoại á, con của Thái Tú Anh á, con trai của Thái Tú Anh và Duy Ly á, là tên là Thái Lý Thanh Quân, tên tiếng Anh á là Maxi, mà không ở trên ăn sinh xã hội á, thì cái tên dài lắm mà tên đẹp lắm đó, thì chữ lót rồi luôn á, đẹp lắm. Mà tại vì bầu trời New York không có tiếng Anh nhiều á, thành ra đọc sao không đúng, để hôm nào học rồi mày đọc lại. Ok. Đó, rồi giờ hai thành viên mới này đây. Đó là hai cậu ấm này là con của thứ nam Thái Quốc Tấn và dâu thứ là Hồ Cẩm Giang. Đó. Cháu theo đâu gọi Darren Thái, tên tiếng Việt là Thái Vĩ Sơn, Thái Vĩ Sơn. Còn thứ nam đây, cậu này chụp cái hình này á, quý tử này là thiếu gia này, là lúc này mới có 3 tháng thôi, bây giờ thì mới ăn đầy tháng bữa sáu tay, thì tên là Lý, không phải, quên, xin lỗi, quên nha, Thái Vĩ An, Thái Vĩ An, tên tiếng Anh là Ethan Thái, đó, thấy hai anh em rồi thương yêu nhau không, ước là đó, à má ước mong hai con cũng thương yêu giống như tới lớn luôn nha. Đó, chuyện gì hiểu lầm thì nói quệt tẹt ra, chứ không nên để trong bụng mà hiểu lầm anh em ruột thịt. Rồi có hai cái bàn tay còn thì thấy vậy sao người đẹp hết biết luôn không? Mức gượt nghiêng gái. Hai thằng này, hai cháu này gì nữa, má với ba phải được chuẩn bị thang. Nên gái á, gái bu quá rồi có bầu á. Việt Nam mình hồi xưa mấy ông bà xưa ơi nói chuẩn bị thang mà làm lửa nha, cháu dâu cười cũng chết. Đó, đẹp ha. Nó dễ thương không? Nó làm tiền đúng rồi. Đó, đó. Ok. Vậy ha. Vậy cảm ơn cả nhà đại gia đình nhiều nha. Đó, chúc cho quý vị thanh tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, an thang tịnh dưỡng, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Ok, bye. Nha. Ok, bye.